Đàm Vĩnh Hưng tiếp tục chơi nổi khi đưa cả thuyền khủng lên sân khấu. Lần đầu tiên Mr. Đàm thực hiện mini show trên sóng truyền hình, anh đầu tư 4 bộ trang phục đặc biệt cho các tiết mục, cũng như mang một chiến thuyền khủng lên sân khấu để ngồi hát. Hiện tại, Đàm Vĩnh Hưng khá bận rộn tất bật chuẩn bị cho live show thứ 5 ở Đà Nẵng. Tuy vậy, anh vẫn tranh thủ thực hiện mini show hoành tráng trong chương trình Âm nhạc và bước nhảy tháng 1, chủ đề concept kết nối. Đàm Vĩnh Hưng sẽ trình diễn 4 ca khúc nổi tiếng của mình là Tình Có Như Không, Trần Thiện Thanh, Tình Yêu Thầm Kín, Thái Thịnh, Anh Nhớ Em Vô Cùng, Duy Mạnh, phiên bản remix và tan vỡ Lê Hữu Minh. Đàm Vĩnh Hưng chia sẻ, Hưng và rất nhiều ca sĩ khác đã có một thời gian gắn liền với chương trình Âm nhạc và bước nhảy. Đây là nơi để Hưng giới thiệu những bài hát mới nhất đến quý vị khán giả. Hôm nay, chương trình với phiên bản mới được đầu tư âm thanh, ánh sáng hiện đại cũng như dàn dựng công phu hơn, Hưng hy vọng sẽ mang đến cho quý vị nhiều cảm xúc mới và hài lòng với mini show gồm 4 bài hát yêu thích mà Hưng sẽ trình diễn trong chương trình. Mini show được dàn dựng hết sức công phu với hệ thống âm thanh ánh sáng hiện đại, thể hiện sự lãng mạn của các bản tình ca cũng như sự cuồng nhiệt trong các bản remix. Sân khấu được dàn dựng khá đẹp mắt và sáng tạo với hình ảnh Mr. Đàm ngồi hát trên chiếc thuyền khủng giữa sân khấu. Tất cả cho thấy sự nghiêm túc và chuyên nghiệp của Mr. Đàm trong nghệ thuật. Mr. Đàm đã đầu tư 4 bộ trang phục được thiết kế riêng thật đặc biệt, chăm chút kỹ lưỡng, từng chi tiết đến màu sắc, phong cách để trình diễn các tiết mục lôi cuốn, tạo nên một mini show đậm chất Đàm Vĩnh Hưng. Bên cạnh đó, anh còn tích cực luyện tập vũ đạo và phối hợp thật nhuần nhuyễn với vũ đoàn để sẵn sàng bùng nổ trên sân khấu Âm nhạc và bước nhảy tháng này. Ngoài ra, chương trình còn có giới thiệu đến khán giả những bản hit được yêu thích trong thời gian qua như Điều Quý Giá Hơn, Nguyên Vũ, Đừng Khóc Nữa Em, Cao Thái Sơn, Hãy Đến Bên Anh, Vi Oanh, Khói Thuốc Đợi Chờ, Quách Tuấn Du, Mức, Phương Trinh Jolie, Tự Mình, Thanh Duy Đại Nhân, Fever, Tiêu Châu Như Quỳnh, Baby, Đinh Hương, Chỉ Mong Trái Tim Người, Chí Thiện, Xa Vời, Hoài Anh Kiệt, Ta Nói Nói Vui, Hoàng Yến Chi Bi và Huy Nam. Bên cạnh các tiết mục ca nhạc sôi động, ca sĩ Tiêu Châu Như Quỳnh lần đầu tiên tiết lộ với khán giả lý do tránh xa scandal trong sự nghiệp với chương trình Chuyện Của Sao. Đàm Vĩnh Hưng thực hiện mini show hoành tráng trong chương trình Âm nhạc và bước nhảy tháng 1, chủ đề concept kết nối sẽ được phát sóng vào lúc 20 giờ ngày thứ Bảy, 7 tháng 1 trên VTV9. Ảnh tự khen đẹp trai, Phan Mạnh Quỳnh bị bạn gái bóc mẻ điểm cực xấu hổ. Ai cũng phải bật cười trước bình luận triệt để dìm hàng bạn trai của Huỳnh Khánh Vy. Huỳnh Khánh Vy là cái tên không xa lạ đối với những ai yêu thích chàng trai đa tài Phan Mạnh Quỳnh. Được biết, Khánh Vy không những xinh đẹp, nóng bỏng như hot girl, mà cô nàng còn giỏi kinh doanh và là hậu thuẫn vững chắc cho người yêu. Xinh xắn và tài năng vậy, chẳng trách Khánh Vy có thể níu giữ trái tim Phan Mạnh Quỳnh hơn một năm nay. Khoảnh khắc tình tứ bên cạnh bạn gái của thí sinh nổi bật Sinh Mai Son khiến nhiều người ngưỡng mộ. Chuyện tình đẹp của cặp đôi thu hút nhiều quan tâm của dư luận khi cả hai chia sẻ những giây phút hạnh phúc bên nhau và dành cho nhau lời nói yêu thương có cánh. Bên cạnh những lúc mùi mẫn xến xúa đó, Khánh Vy còn thường xuyên bình luận hài hước dưới những status ở trang cá nhân của bạn trai khiến người hâm mộ không khỏi bật cười. Mới đây, Phan Mạnh Quỳnh đăng một bức ảnh với caption khá tự luyến, đẹp trai lắm Quỳnh. Ngay lập tức, bạn gái của tác giả vợ người ta đã để lại bình luận hài hước nhằm mục đích dìm hàng người yêu nổi tiếng. Khi bị cô nàng bốc mẻ, chỉnh mất 2 tiếng mà bày đặt, Phan Mạnh Quỳnh đã đáp trả bài bình luận dí dỏm khiến người hâm mộ bật cười vì độ siêu dễ thương của hai người. Các fan đều hy vọng cặp trai tài gái sắc này sẽ sớm có một đám cưới như cổ tích trong tương lai không xa. Giang bị tố phẫu thuật thẩm mỹ trong kịch hài, diễn viên cùng Trung Dân, Trấn Thành châm biếm chuyện dao kéo ngoại hình trong tiểu phẩm hài mới.
Ở tập 10 game show hài tình huống Ơn rời cậu đây rồi, Trấn Thành và Lê Giang diễn vai cặp tiên nữ bị Ngọc Hoàng đọa xuống chân. Nhân vật của Trấn Thành tố người bạn nghiện phẫu thuật thẩm mỹ. Liên tục bị trêu chọc, Lê Giang đáp lại đàn em đừng nói chị, em cũng sửa vậy. Trong tiểu phẩm khác, nhân vật của Lê Giang tiếp tục bị nghệ sĩ Trung Dân, Nam Thư đá xoáy chuyện sửa sang sắc đẹp. Ngoài đời, nữ nghệ sĩ hài từng úp mở việc chị sử dụng các biện pháp làm đẹp để có vẻ ngoài ưng ý. Trước màn so tài diễn xuất bất thân thắng bại của Trấn Thành và Lê Giang, giám khảo Hoài Linh lên sân khấu để đẩy tình huống tiểu phẩm lên cao trào. Hồng Đào và Trung Dân vào vai cặp vợ chồng già, ôn lại kỷ niệm yêu đương thuở xưa. Trường Giang và Trúc Nhân hóa thành hai thổ dân trong tiểu phẩm khác. Nghệ sĩ Tự Long, Nam Thư và Anh Đức trong tạo hình bộ ba Ông Phúc, Lộc Thọ. Tập 10 chương trình sẽ phát sóng ngày 7 tháng 1. Sao nam điển trai nhất showbiz Việt, không chỉ có tài năng mà Noo Phước Thịnh, Isaac, Sơn Tùng MTP còn sở hữu vẻ điển trai chết người. Noo Phước Thịnh xuất phát từ điểm là một hot boy, người mẫu ảnh, không ngoa khi nói Noo Phước Thịnh được phần nhìn lẫn phần nghe. Ngoài việc rèn luyện giọng hát ngày càng tốt hơn, cột hơi cao hơn, Noo Phước Thịnh cũng thu hút hơn theo thời gian. Nếu lựa chọn một sao nam có vẻ đẹp tự nhiên thì Noo là lựa chọn số 1 với từng đường nét thanh tú trên gương mặt. Không chỉ đẹp trai mà cuộc sống cá nhân của nam ca sĩ không scandal, Noo gần như là hình tượng Mỹ Nam quốc dân được các chị em cưng chiều nhất. Isaac, ngay từ những ngày đầu nhóm 365 ra mắt công chúng, Isaac đã được khán giả chú ý bởi vẻ ngoài điển trai, giọng hát tốt so với mặt bằng chung của nhóm. Nam ca sĩ còn có khả năng nói tiếng Anh lưu loát, chơi đàn piano thành đạo. Đôi mắt một mí là điểm nhấn đặc biệt của Isaac so với các thành viên khác của nhóm. Vũ đạo đẹp, giọng hát ổn cùng vẻ ngoài cuốn hút, anh chàng sinh năm 1988, đang sở hữu lượng fan tuổi teen đông đảo. Sơn Tùng MTP, dù không có chiều cao vượt bậc, số đo 3 vòng hoàn hảo, nhưng Sơn Tùng MTP vẫn nằm trong top 5 thần hàng đầu của showbiz. Phong cách ăn mặc của anh chàng luôn đa dạng, luôn đi đầu xu hướng, nên rất được lòng người hâm mộ. Bất cứ bộ trang phục nào diện bởi Sơn Tùng MTP cũng trở thành trào lưu với giới trẻ. Với giọng hát tốt, khả năng sáng tác cùng ngoại hình điển trai, Sơn Tùng MTP sở hữu lượng fan nữ nhiều nhất showbiz Việt. Subin Hoàng Sơn, dĩ nhiên đang là một trong những chàng trai hot nhất hiện nay là Subin Hoàng Sơn, Mỹ Nam sinh năm 1992, sở hữu đôi mắt một mí, gương mặt lạnh lùng và đậm chất trai hàng. Nét đẹp lúc nam tính lúc thì nhẹ nhàng ngọt ngào của Subin Hoàng Sơn đã khiến chàng trai này trở thành một hình mẫu hoàn hảo khó tìm. Với những tài năng vốn có và sự cố gắng không ngừng nghỉ, cái tên Subin đang trở thành hoàng tử trong mơ của nhiều cô gái. Vĩnh Thụy, nhắc đến Vĩnh Thụy, người yêu thời trang nghĩ ngay đến vẻ đẹp lai tây, pha chút lạnh lùng và cực kỳ manly, với chiều cao 1m87, cân nặng 78, số đo 3 vòng là 103, 77-99, ngoại hình chuẩn, gương mặt điển trai. Dù không còn mặn nồng với sàn diễn, nhưng cho đến thời điểm hiện tại, Vĩnh Thụy vẫn là mẫu nam đẹp và cuốn hút nhất của làng mốt. Nam siêu mẫu sinh năm 1988 cũng là hình mẫu bạn trai lý tưởng của nhiều cô gái. Đời thường của hot boy trà sữa diễn sâu khiến Trấn Thành, Trường Giang phát cuồng. Dân mạng đang tranh cãi gay gắt về thí sinh Lê Tấn Lợi của Thách Thức Danh Hài khi hai lần xuất hiện trên sóng truyền hình với tính cách hoàn toàn đối lập. Cộng đồng mạng đang chia sẻ rầm rộ đoạn clip trong chương trình Thách Thức Danh Hài mùa thứ 3 của thí sinh Lê Tấn Lợi, 23 tuổi đến từ Long An. Chàng trai gây sốt khi vượt qua 4 vòng thi, dù chưa hết một kịch bản đơn giản. Hai giám khảo Trấn Thành và Trường Giang phát cuồng trước sự ngây ngô và duyên dáng của thí sinh này. Nam MC còn thừa nhận, nếu có tiền tôi sẽ mua ông này về nuôi. Lê Tấn Lợi giới thiệu mình đang bán trà sữa tại quê nhà. Trong diện mạo thư sinh quần đen áo sơ mi trắng, Lợi ngô nghê và tỏ ra rụt rè trả lời các câu hỏi của Trấn Thành, Trường Giang. Thậm chí chàng trai còn giới thiệu vợ đi cùng là con mập, khiến khán giả phì cười. Vượt qua được 4 vòng thi mà không mất quá nhiều công sức, màn thể hiện tiếp theo của Tấn Lợi sẽ được phát sóng trong tập sau. Anh từng xuất hiện tại mùa 2 của chương trình với tính cách khác hẳn. Tuy nhiên, sau phần thi được phát sóng, nhiều khán giả nhanh chóng phát hiện Lê Tấn Lợi là gương mặt quen thuộc. Chàng trai 23 tuổi từng dự thi Thách Thức Danh Hài mùa 2,
Khi đó anh gây ấn tượng với khả năng hoạt ngôn, diễn xuất ấn tượng, khác hẳn với vẻ ngây ngô, rụt rè như trong mùa 3. Chính điều này khiến khán giả đặt nghi vấn anh đang diễn sâu, giả vờ ngây thơ trên sóng truyền hình. Bên cạnh đó, điều đáng nói là chính MC Ngô Kiến Huy và Trấn Thành đều không nhận ra người quen. Cộng đồng mạng đang tinh ý nhận ra sự khác biệt của Tấn Lợi trong hai mùa thi Thách Thức Danh Hài. Bên cạnh các hoài nghi, đa số dân mạng đều tỏ ra thích thú trước phần trình diễn của Lê Tấn Lợi trong chương trình. Tại một diễn đàn, clip của anh nhanh chóng thu hút hơn nửa triệu lượt xem, hàng nghìn chia sẻ sau vài giờ đăng tải. Trong chương trình, Lợi cho biết bán trà sữa cùng bà xã tại Long An, toàn bộ doanh thu vợ bắt giữ và hàng ngày anh chỉ nhận được 50.000 đồng để chi tiêu cá nhân. Do thời tiết đang vào mùa mưa nên công việc buôn bán cũng gặp khá nhiều khó khăn. Chính chia sẻ ngắn của Lợi, dân mạng đã mở cuộc truy tìm trang cá nhân vào quán trà sữa của anh. Nhờ sự lan truyền mạnh mẽ của mạng xã hội, thông tin nhanh chóng được hé lộ. Trên trang cá nhân, Lê Tấn Lợi cũng hút hàng nghìn người theo dõi sau một đêm. Qua các hình ảnh đăng tải có thể thấy chàng trai này trông rất sành sỏi, khác hẳn với vẻ ngây ngô trên sóng truyền hình. Khoảnh khắc đời tư của Tấn Lợi trên trang cá nhân, hình ảnh chàng trai trong phòng gym, Lợi cùng bà xã. Nhiều bình luận cho rằng, ngoài đời Lợi khá lăng lẹ, hoạt bát chứ không như trên sóng truyền hình. Chàng trai đón sinh nhật tuổi 22. Tấn Lợi giao trà sữa cho khách. Vẻ ngoài điển trai của chàng trai 23 tuổi